Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Bếp Việt TV sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món chuối ngao đường, còn gọi là món mứt chuối rồi đấy. Để làm món chuối ngao đường này cũng rất là đơn giản, dễ làm. Các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Đây mình đã chuẩn bị nải chuối này các bạn này. Chuối này là đây, một nải này là 1,7 kg. Đây là chuối tây, ở mình gọi là chuối tây hoặc gọi là chuối ngự này. Mình các bạn cứ chọn cái loại nó vàng mã này này, nó già mã này, nó ngon này, nó bóc vỏ nó cũng dễ mà khi làm nó ngon. Và đây mình có một ít gừng để chốc mình cho ướp vào cho nó thơm. Và đây là một quả chanh, một ít muối tinh để chốc là mình gọt vỏ chuối mình ngâm. Và đây là 700 g đường. Và bây giờ mình sẽ đi gọt vỏ chuối các bạn nhé. Mình đã chuẩn bị thau nước này. Mình sẽ cho một ít cái muối hột đấy vào này. Và vắt quả chanh này. Chốc mình ngâm chuối vào đây thì nó không bị đen các bạn ạ. Chuối thì mình sẽ cắt hai cái đầu này đi. Và mình bóc cái này ra. Cái này nó dài chuối nên bóc cũng dễ thôi các bạn. Đấy, chuối nó già nên bóc là rất là nhanh và dễ. Và chúng ta cho đánh ngâm. Đây mình đã gọt xong này, rất là trắng luôn. Bây giờ mình sẽ thái ra. Bây giờ mình sẽ gọt đây. Mình sẽ dùng con dao này, mình theo cái thớ này. Các bạn không nên là làm dày quá, mà không nên mỏng quá để chốc nó gãy. Giờ mình sẽ vớt cái này ra để ráo đây các bạn nhé. Ráo nước để chốc nó chiên. Giờ chuối mình để ráo rồi, bây giờ mình sẽ chiên các bạn nhé. Mình sẽ chiên lên xong rồi mình sẽ cho nhiều dầu và chiên cho nó nhanh. Cái dầu nó nóng là mình cho chuối vào mình chiên này. Mình cho cái một thôi để cho nó không bị dính vào nhau. Khi chiên thế này chúng ta cứ để lửa to thôi, không cần cho bé đâu ạ. Cái này bao giờ nó vàng thêm tí nữa thì mình sẽ lật mặt bên. Và cái nào vàng được thì mình sẽ vớt ra. Mình sẽ cho vào cái này cho nó ngấm dầu đi, nó khô đi các bạn. Và đây là chuối mình đã chiên xong. Bây giờ mình sẽ mang lên sên đường. Cường này mình đã giã ra và mình lọc lấy nước rồi. Mình sẽ trộn vào đây. Nếu các bạn thích ăn nhiều cay thì nhiều cay vị gừng hơn thì các bạn cứ để cả bã vào. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 100 ml nước nữa. Mình sẽ cho nước đường vào đây để mình đun sôi lên. Bây giờ mình sẽ đun sôi cái nước đường này lên. Khi nào mà nó sủi nhiều bọt lên thì mình cho cái chuối vào xên. Và khi nó đã sủi to thế này thì mình sẽ cho chuối vào. Đây, mình đã cho hết cái phần chuối mình chiên vào đây. Và mình sẽ xên cho nó bao giờ nó sền sệt lại. Và nước đường nó đang keo, nó đặc lại rồi đấy các bạn. Các bạn cứ đảo đều tay đi cho nó ngấm đều. Đây, đường nó cũng đã kết vào cái chuối rồi các bạn này. Đấy, nó đã bám vào cái chuối rồi. Đấy. Và bây giờ mình sẽ để ra cho nó nguội và cho ra đĩa nhé. Và đây, món chuối ngao đường của mình cũng đã hoàn thành các bạn này. Rất là giòn. Và đường thì bám xung quanh cũng rất là ngon luôn. Đây. Các cái món này làm ăn vặt rất là ngon này. Mình đã làm, nếu mà các bạn thích ăn ngọt cho cái lớp áo nó nhiều đường hơn thì các bạn có thể tăng thêm đường. Và video của mình đến đây cũng đã hoàn thành rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.